Ủa em, có thấy con chưa? Chưa anh. Trời ơi, sao mà để con nhỏ đi lạc vậy? Thôi đi kiếm tiếp đi. À chị ơi chị. Dạ. Chị, đây. Đây là con tôi nè chị. Chị có thấy nó lùng vòng đâu đây không chị? Đi lạc hả anh? Ừ, đi lạc. Ừ, em không thấy anh ơi. Chị gặp nó, chị liên lạc số này giùm tôi. Đây là số điện thoại của tôi nha chị. Dạ. Tôi cảm ơn chị nhiều. Dạ. Con, hai mẹ con mình đi kiếm con của cô chú đó nha. Chị ơi, em gửi chị nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cậu, mua xoài hả cậu? Trời đất ơi, giờ này còn quá trời vậy. Nay cho bán ế cậu ơi. Lấy con 10 gói đi. Cảm ơn cậu nha. Cho con chụp chú tấm hình nha. Đăng Facebook kêu mọi người tới ủng hộ chú nè. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Alo. Chú ơi. Rồi tôi tới liền. Cô chú rớt nè chú. Thôi chú cảm ơn con. Giỏi quá. Giỏi quá. Ở đâu vậy? Con gái của mẹ giỏi quá. Ôi. Chị ơi em gửi chị nha. Con làm sao? Em gửi chị. Cảm ơn em. Trời, con giỏi quá. Cô cảm ơn con nha. Cảm ơn bà cô. Rồi, con về nha. Bye. Rồi, đi thôi nè. Vậy là mẹ đủ tiền cho con đi học rồi. Yeah. Hello mọi người ơi. Hiện tại Út Anh đang đứng tại một quán xôi, ông quán xôi gần nhà mình. Nè mọi người thấy không? Xôi rất là đông luôn. Vừa ngon vừa rẻ nữa. Út Anh đã mua được 3 hộp rồi nè. Hello bé Nhi, em gần nhà mình nè em tới mua đi. Anh mua được 3 hộp rồi nè, ngon lắm. Bi ơi. Ủa em, có thấy con chưa? Chưa anh. Trời ơi, sao mà để con nhỏ đi lạc vậy? Thôi đi kiếm tiếp đi. À chị ơi chị. Dạ. Chị, đây. Đây là con tôi nè chị. Chị có thấy nó lùng vòng đâu đây không chị? Lạc hả anh? Ừ, đi lạc. Ừ, em không thấy anh ơi. Chị gặp hết. Chị liên lạc với mày. Đây là số điện thoại của tôi. Dạ. Cảm ơn chị nhiều. Dạ. Con, hai mẹ con mình đi kiếm con của cô chú đó nha. Dạ. Ủa, sao con đứng đây khóc? Con bị lạc. Con nhớ đường về nhà không? Ông dắt con về. Dạ không. Con đói bụng không? Ông cho con xôi nè. Dạ con đói bụng. Ừ, để con xôi nha. Mẹ ơi, hình như có em rồi mẹ. Trời đất ơi con ơi. Ba mẹ con kiếm con quá trời kìa con. Trời ơi, con đi đâu vậy? Ủa, con biết con nhỏ này hả? Dạ biết. Để con gọi điện cho ba nó. Là cậu. Ủa chú. Đăng Facebook kêu mọi người tới ủng hộ chú nè. Cảm ơn cậu nhiều nha. Dạ. Em gửi chị nha. Dạ, em cảm ơn chị. Cô chú rớt nè chú. Thôi chú cảm ơn con. Giỏi quá. Con cảm ơn chú nhiều lắm. Cảm ơn mọi người nhiều lắm. Cảm ơn chị nhiều.